Chào tất cả các anh em nhé. Thì anh em bảo tôi là bịp, Mixer này bịp, bịp, bịp là ở chỗ nào? Tính năng Mixer này nó như thế nào? Thì thưa với anh em rằng là con Mixer F9 Pro này, việc đầu tiên khi em mua Mixer này là không phải mua micro. Thay vì trong nhà karaoke gia đình nhà mình phải mua micro, thì cái này nó tặng luôn cho anh em mình hai micro không dây và rất là đẹp, xịn sò này, toàn bộ bằng kim loại. Thứ hai là cái này nó vừa là Mixer này, vừa trộn được nhạc này, vừa đẩy công suất này. Anh em mua con này không cần cục đẩy nữa, đấy, chơi vào luôn. Thứ ba là con này công suất của nó lên 1500W, là anh em mình có thể đánh được hai con bass 25, có nghĩa là hai con Bowie đánh thoải mái, và bốn cặp, có nghĩa là bốn cái loa đấy, hai con bass 25 và hai con bass 30 đánh thoải mái. Riêng một cặp bass 30 đánh full, đánh vô tư luôn, bass 3 tấc đôi. Và cuối cùng là micro này nó set được tần số, set được tần số cực kỳ tiện lợi đấy, cực kỳ tiện lợi. Và cái điều quan trọng là con này nó chạy bằng vang của nó là vang cơ, vang số DSP con gì vợt đấy, 16 chế độ vang. Cái này là quan trọng nhất, 16 chế độ vang. Và anh em nào đi hội nghị đi sâu ấy thì lên sử dụng nó, vì nó có hai con dâu anten này này, mình để dưới này hai dâu anten đây, hai dâu anten này chơi thoải mái luôn đấy. Và cắm điện chơi bằng trực tiếp 220. Anh em mà có loa mua chỉ mua mỗi con này thôi, sách đi là chơi nhá. Chào anh em.